Mới đây thì trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh cụ bà bị xe tải đâm trúng khiến cho nhiều người phải thót tim. Cụ thể, do bị khuất tầm nhìn nên tài xế xe tải đã cuốn một cụ bà khuyết tật đang đi qua đường vào gầm mà không hề hay biết, thưa quý vị. Theo đó, tại một ngã tư, có rất nhiều các phương tiện đang dừng đèn đỏ. Một cụ bà chân đi tập tễnh, đầu đội nón, len lỏi qua dòng phương tiện đông đúc. Không rõ vì lý do gì mà đột ngột quay lại. Khi đi trước đầu xe tải, đèn giao thông chuyển tín hiệu xanh, chiếc xe này giọt lên, cụ bà bị nuốt gọn dưới gầm xe. Chứng kiến khoảnh khắc, những tài xế xung quanh đó đều la hét thất kinh. Tuy nhiên, sau khi chiếc ô tô đi qua, cụ bà nằm dưới gầm, may mắn vẫn bình an vô sự.